Cách xoa bụng chữa táo bón ai cũng làm được. Xin chào các bạn thân mến, tôi là dược sĩ tư vấn sức khỏe. Nếu các bạn đang lo lắng về táo bón và đang tìm kiếm một giải pháp an toàn và hiệu quả để cải thiện, thì video này chính là dành cho bạn. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện massage bụng tại nhà để giảm táo bón. Đồng thời sẽ chia sẻ những thay đổi trong chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày để cải thiện tình trạng này. Các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi đi vào các phương pháp cải thiện thì chúng ta cần hiểu rõ táo bón là gì. Táo bón là tình trạng khó khăn trong việc đi tiêu, phân cứng và khô, thường ít hơn 3 lần mỗi tuần. Đối với một số người thì táo bón còn kèm theo cảm giác đau bụng và cảm giác căng tức. Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra táo bón, bao gồm chế độ ăn uống thiếu chất xơ. Chất xơ sẽ giúp tăng cường nhu động ruột và làm mềm phân. Uống không đủ nước. Nước sẽ giúp cho phân trở nên mềm và dễ dàng di chuyển qua ruột. Thiếu vận động. Vận động ít thì sẽ làm giảm nhu động ruột. Thói quen đi đại tiện không đúng giờ, nhịn đi đại tiện. Tâm lý căng thẳng. Căng thẳng và lo lắng cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và gây táo bón. Các phương pháp để cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả. Chế độ ăn uống là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cải thiện tình trạng táo bón. Các bạn nên tăng cường các loại chất xơ bao gồm rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Chất xơ sẽ giúp làm tăng khối lượng và làm mềm phân. Tiếp theo là các bạn nên uống đủ nước. Nên uống đủ ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Nước sẽ giúp làm mềm phân và dễ dàng di chuyển qua ruột. Tránh ăn các loại thức ăn gây táo bón như là đồ ăn nhanh, thực phẩm chứa nhiều đường, thịt đỏ và các loại sản phẩm từ sữa có thể gây táo bón. Tăng cường vận động, tập thể dục đều đặn. Các hoạt động như là chạy bộ, đi bộ, yoga và các bài tập thể dục khác cũng giúp tăng cường nhu động ruột. Thực hiện các bài tập cơ bụng. Các bài tập cơ bụng sẽ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Thói quen đi đại tiện đúng giờ, không nhịn đi đại tiện và đi đại tiện ngay khi có nhu cầu để tránh tình trạng phân cứng và khó đi. Tạo thói quen đi đại tiện mỗi ngày. Cố gắng tạo thói quen đi đại tiện vào một khung giờ cố định mỗi ngày. Hoặc là các bạn sử dụng một số phương pháp khác như là massage bụng. Massage bụng là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giảm triệu chứng táo bón. Massage sẽ giúp kích thích nhu động ruột, tăng cường tuần hoàn máu và làm giảm căng thẳng ở vùng bụng, giúp cho khí trong bụng có thể dễ dàng thoát ra ngoài. Không cần sử dụng thuốc nhuận tràng để kích thích việc đi vệ sinh và giảm nguy cơ nhập viện khi triệu chứng táo bón kéo dài, giúp cho các cơ trong cơ thể trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn. Đầu tiên là chuẩn bị trước khi massage, các bạn nên chọn một không gian thoải mái, yên tĩnh và không bị làm phiền. Tiếp theo là sử dụng dầu massage để tăng cường hiệu quả. Các bạn có thể sử dụng một số loại dầu như là dầu dừa, dầu ô liu hoặc là các loại dầu chuyên dụng để massage. Trước khi bắt đầu massage thì các bạn nên rửa tay sạch sẽ để tránh vi khuẩn và bụi bẩn. Đối với người lớn thì bạn có thể áp dụng 3 cách xoa bụng sau đây. Cách đầu tiên là nằm ngửa và thả lỏng cơ thể, đảm bảo các cơ ở trạng thái thư giãn nhất. Đặt hai bàn tay chồng lên nhau và xoa theo chiều kim đồng hồ ở trên bụng. Động tác này sẽ giúp kích thích nhu động ruột, vì xoa theo đúng chiều di chuyển của phân trong đại tràng. Thực hiện với lực vừa phải để tránh gây đau đớn và khó chịu cho vùng bụng. Các bạn nên lặp lại động tác trên khoảng 50 lần. Cách 2 là xoa bụng khoảng 30 lần, sau đó đổi tay và thực hiện xoa theo chiều ngược lại. Tiếp tục xoa bụng cho đến khi cảm thấy thoải mái hơn. Cách thứ 3 là dùng tay trái chống vào eo và tay phải thực hiện động tác xoa từ vùng rốn và ra xa thành nhiều vòng, sau đó xoa từ trái qua phải. Lặp lại động tác này khoảng 36 lần, sau đó đổi tay và thực hiện theo chiều ngược lại. Một số lưu ý khi thực hiện massage bụng. Các bạn nên massage nhẹ nhàng, không nên massage quá mạnh hoặc là quá sâu vì có thể gây tổn thương cơ bụng và các cơ quan nội tạng. Các bạn nên thực hiện mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng và buổi tối. Kết hợp massage với việc thở sâu để tăng cường hiệu quả thư giãn và giảm căng thẳng. Ngoài thực hiện các phương pháp trên, thì các bạn cũng nên sử dụng những sản phẩm để hỗ trợ tiêu hóa, giúp đi vệ sinh dễ dàng và hiệu quả hơn. Insotagon là một sản phẩm an toàn để hỗ trợ điều trị táo bón, được phát triển đặc biệt để giúp cải thiện chức năng đường tiêu hóa và giảm triệu chứng táo bón. Insotagon giúp bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử, trong đó có hai chủng là Bacillus clausi và Bacillus coagulans. Đây là hai chủng lợi khuẩn chủ yếu có trong hệ tiêu hóa, được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột.
hạn chế sự phát triển của các loại vi khuẩn gây bệnh, giúp cho đường ruột khỏe mạnh hơn. Men vi sinh dạng bào tử trong insotagol thì cho khả năng sống sót cao ở axit dịch vị. Điều này thì vượt trội hơn hẳn so với dạng lợi khuẩn trưởng thành. Lợi khuẩn này sẽ tạo ra màng nhầy trong đại tràng, giúp cho phân dễ dàng di chuyển trong đại tràng nên ngăn ngừa được tình trạng táo bón. Thành phần tiếp theo trong sản phẩm là FOS. Đây là một thành phần rất quan trọng trong insotagol để giảm tình trạng táo bón hiệu quả. FOS là một loại prebiotic có trong các loại rau củ quả như là mồng tơi, cà rốt, chuối, làm thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột để cho lợi khuẩn tăng sinh tốt và thực hiện được các chức năng của mình. Ngoài ra thì FOS là chất xơ hòa tan, hút nước trong phần ruột của bạn, từ đó giúp chất thải trong đường tiêu hóa của bạn dễ hình thành hơn. Bên cạnh đó thì nó còn giúp chống lại các chứng bệnh như là táo bón và tiêu chảy. Thành phần tiếp theo là mủ chôm. Đây là một thành phần khác trong insotagol. Trong đông y thì mủ chôm có vị ngọt tính mát, chứa hàm lượng cao chất xơ và có chứa một số khoáng chất khác như là magie và kẽm. Chất xơ trong mủ chôm trương nở trong nước ở đường ruột, giúp gắn kết những thành phần cặn bã không hấp thu, làm tăng khối lượng phân, tăng nhu động ruột nên giảm tình trạng mót dặn và đi ngoài đau giáp. Thành phần tiếp theo là fibrillogum, là một chất xơ hòa tan được tìm thấy trong nhựa cây keo. Chất xơ này thì không được tiêu hóa và không hấp thu tại ruột. Chất xơ sau khi vào trong cơ thể sẽ hấp thụ nước trong đường ruột, khiến tăng khối lượng phân, làm mềm phân nên cải thiện được tình trạng táo bón. Ngoài ra, trong sản phẩm còn bổ sung các loại vitamin nhóm B, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các enzyme, protein điều tiết các phản ứng hóa học trong cơ thể, rất quan trọng trong việc chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và các chất cần thiết khác. Vitamin nhóm B sẽ giúp cho người bệnh ăn ngon miệng hơn rất nhiều. Sản phẩm thì được thiết kế dưới dạng gói bột tiện dụng, hương vị thơm ngon, rất dễ sử dụng. Insotagol không chỉ giúp giảm táo bón mà còn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa. Đối với cách sử dụng sản phẩm thì uống 2 gói một lần, ngày uống từ 1 đến 2 lần. Pha một gói với 30 đến 60 ml nước và không nên pha với nước nóng trên 40 độ C vì lợi khuẩn sẽ dễ bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao làm giảm tác dụng của sản phẩm. Sau đó khuấy đều 2 đến 4 phút để yên cho trương nở hoàn toàn. Sau đó các bạn uống ngay sau khi pha. Sau mỗi đợt sử dụng hỗ trợ giảm táo bón thì các bạn nên sử dụng nhắc lại để ngăn ngừa các vấn đề về đường tiêu hóa. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là một chìa khóa tuyệt vời cho một sức khỏe tốt. Vì vậy, bạn hãy đảm bảo cho mình có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và xử lý sớm các tình trạng như táo bón. Táo bón là một tình trạng phổ biến và gây ra nhiều phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Khi hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng được các phương pháp cải thiện như là chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường vận động, thói quen đi đại tiện đúng giờ và massage bụng thì có thể giúp giảm triệu chứng của táo bón hiệu quả. Insotagol là một sản phẩm hỗ trợ điều trị táo bón hiệu quả và an toàn, giúp cải thiện chức năng đường tiêu hóa và làm giảm triệu chứng táo bón. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu còn bất kỳ câu hỏi nào về tình trạng táo bón của mình hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm Insotagol thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline để được tư vấn. Chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc!